Này, để dự buổi tiệc tân hôn của chú rể Văn Đạt và cô dâu Mai Thi, lời nói đầu tiên cho phép Tấn Đạt được thay mặt cho cô dâu và chú rể cũng như những người thực hiện chương trình và ban nhạc Quốc Minh. Xin gửi đến tất cả quý vị khách đã có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị khách quý, tình yêu là một đề tài rất đẹp và lãng mạn. Bên cạnh sự lãng mạn đó, tình yêu còn là một kho tàng bí mật mà ai cũng đều muốn khám phá ra nó. Nhưng mấy ai lại định nghĩa được tình yêu là gì? Nhà thơ Xuân Diệu viết như thế này thưa quý vị: làm sao định nghĩa được tình yêu? Có nghĩa gì đâu một buổi chiều nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây hờ hững, gió hiu hiu. Và ngày hôm nay với chút nắng chút gió đó, Tấn Đạt sẽ đưa quý vị đến với một cặp đôi rất đẹp, rất lãng mạn trong buổi tiệc ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu chú rể Văn Đạt và cô dâu Mai Thi. Một tràng vỗ tay thật to thưa quý vị. Vâng, chúng ta đang chứng kiến cô dâu và chú rể đang tay trong tay, vai kề vai, hai trái tim hòa cùng một nhịp, đang cùng dìu dắt nhau lên đến đài hoa hạnh phúc. Mẹ cha đã định em về với anh, hết rồi áo tím áo xanh, bây giờ em đã có anh là chồng. Bước lên quay mặt ra. Xin vị cho một tràng pháo tay thật là to để chào đón cô dâu và chú rể thưa quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cha chồng cho con cái là trách nhiệm, là bổn phận, cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc của các bậc làm cha làm mẹ. Sau đây xin được giới thiệu chủ hôn của hai họ. Về phía họ nhà trai, xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Phượng, ấp Long Cường, Long Khánh, Bến Cầu, Tây Ninh. Xin mời bà cùng tiến lên sân khấu ạ. Về họ nhà gái, xin trân trọng giới thiệu ông bà Trần Văn Nguộn và bà Đặng Thị Kim Cúc, An Quế, An Hòa, Trảng Bàng, Tây Ninh. Xin mời ông bà cùng tiến lên sân khấu ạ. Xin mời chủ hôn hai họ, chúng ta cùng tiến lên sân khấu ạ. Xin mời chủ hôn hai họ, chúng ta cùng tiến lên sân khấu, xin mời ạ. Kính thưa quý vị, trên sân khấu của chúng ta bây giờ, nhà gái hân hoan mừng rễ quý, nhà trai hớn hở đón dâu về, hai bên cha mẹ sum vầy, anh đi làm rể, em về làm dâu. Và để đáp lại tấm chân tình của tất cả quý vị khách đã có mặt ngày hôm nay để dự buổi tiệc tận thành hôn của hai bên gia đình, thì cô dâu chú rể cùng với hai bên gia đình sẽ gửi một lời chào để cảm ơn tất cả quý vị khách có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Một lời chào, bắt đầu! Kính thưa tất cả quý khách quý, hôm nay là ngày 4 tháng 9 năm 2022, nhằm ngày 9 tháng 8 năm Nhâm Dần, là ngày thành hôn của chú rể Văn Đạt và cô dâu Mai Thi. Thì thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khách đã có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay, đã không quản ngại đường xá xa xôi để dự buổi tiệc chung vui cùng với gia đình. Xin chúc cho tất cả quý vị niềm vui, hạnh phúc và có một buổi tiệc ngon miệng. Chúc cho hai bên gia đình từ nay đã có được nàng dâu hiền và chàng rể thảo. Chúc cho chú rể luôn mạnh khỏe để liều lái con thuyền tình yêu lên đến bến bờ hạnh phúc. Chúc cho cô dâu luôn xinh đẹp cùng với chú rể gặt hái được nhiều thành công. Một lần nữa xin chúc tất cả mọi người. Tiếp theo chương trình, để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong buổi tiệc ngày hôm nay, thì xin mời cô dâu và chú rể cùng với nhau thực hiện những nghi thức. Đầu tiên xin mời cô dâu và chú rể cùng tiến đến tháp ly để thực hiện nghi thức rót rượu champagne. Xin mời cô dâu và chú rể ạ.
rồi rồi mình bơi đi chỗ này. Bút cái nắp lên, bút cái nắp lên, bút cái nắp lên. Vâng, và một chai rượu samba đã được rồi đó đi ạ. Vâng, chúng ta đang chứng kiến cô dâu và chú rể cùng với nhau đang rót đầy những dòng mật ngọt. Những dòng mật ngọt đỏ thắm tượng trưng cho tình yêu của hai bạn luôn luôn vui tươi và nồng ấm đến cả cuộc đời này. Sau khi cô dâu và chú rể cùng rót đầy chai rượu thứ nhất, xin mời cô dâu và chú rể cùng với nhau rót đầy chai rượu champagne thứ hai. Chúng ta đang chứng kiến những dòng mật ngọt đang hòa quyện vào nhau, tựa như thân trầu quấn lấy dây cao. Chúc cho hai bạn bên nhau trọn đời. Kính thưa quý vị văn khách, chúng ta đang chứng kiến cô dâu và chú rể cùng nhau thực hiện nghi thức rót rượu champagne của chai rượu champagne thứ hai. Mạnh lên chú rể ơi, nó phải kêu mới được nghe chú rể. Rồi mình bật mạnh lên nha chú rể. Mạnh lên. Đẩy mạnh lên, đẩy mạnh lên. Rồi, vâng. Và tiếng thứ hai cũng đã thổ, thưa quý vị. Và chúng ta cũng đang chứng kiến cô dâu và chú rể cùng nhau rót đầy những dòng mật ngọt thứ hai. Sau khi cô dâu và chú rể cùng nhau rót đầy những dòng mật ngọt, thì xin mời cô dâu và chú rể hãy dâng những ly rượu hiếu, rượu thảo đến hai bên gia đình. Sát cái đầu vô một xíu cô dâu ơi, sát cái đầu một xíu chú rể ơi. Dạ rồi, rất là đẹp. Rồi, chừa lại miếng chúng ta rót vô những cái ly ạ. Dạ rồi, mình rót vô ly giùm. Đầu tiên xin mời cô dâu và chú rể cùng dâng rượu cho họ nhà trai. Chúc cho họ nhà trai từ nay đã có được nàng dâu hiền. Có một cô hả? Vậy là một ly thôi, một ly. Tiếp theo xin mời cô dâu và chú rể cùng dâng rượu cho... Khoan khoan uống mẹ ơi, khoan uống mẹ ơi. Dạ mẹ ơi, một lát mình uống sau. Dạ mẹ. Tiếp theo xin mời cô dâu và chú rể cùng dâng rượu cho họ nhà gái. Chúc cho họ nhà gái từ nay đã có được chàng rể thảo ạ. Mọi người ly. Dạ cầm đó đi, lát mình uống sau ạ. Dạ dạ, một lát mình cùng ly mình uống sau. Dạ sau đây xin mời ba mẹ qua đây ạ. Mẹ qua đây ạ. Rồi cô dâu, chú rể vô giữa chú rể. Dạ mình đứng hình chữ V chú, lên đây cho chú. Dạ rồi rồi, mình đứng hình chữ V mình chụp tấm hình ha. Bây giờ con hô chừng nào con hô uống á, cái hai bên gia đình mình cùng ly nhau mình uống cho nó vui ha. Được chưa ạ? Dạ rồi. À, quý vị ơi, quý vị ở dưới chúng ta có bia có rượu, chúng ta cùng nâng ly để chúc mừng cho đôi hương ngày hôm nay được không ạ? 1 2 3 vô. Vâng, xin mời hai bên gia đình ạ. À, chúng ta cùng cạn ly để cho tình thông gia của hai bên càng đậm thắm và thắm thiết ạ. Mình cạn hết ly luôn đi ạ. Không được đâu. Dạ rồi. Dạ rồi, dạ rồi. Dạ rồi, con xin cảm ơn hai bên gia đình mình rất là nhiều. Sau đây xin mời cô chú trở về lại bàn tiệc để tiếp đãi các vị quan khách của mình. Mình cùng nắm tay đi xuống dưới ạ. Dạ, hai mẹ cùng nắm tay xuống dưới ạ. Dạ đúng rồi. Tiếp theo chương trình xin mời tất cả quý vị cùng hướng lên sân khấu để cùng với nhau thực hiện nghi thức thập cẩm cho bôi.
Rồi mình xây vào nhau ạ. Rồi mình để cái tay mình ôm eo với nhau cho nó đẹp. Dạ mình xích vô. Dạ đúng rồi. Rồi cái tay mình tròn qua nhau. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Còn cái tay dưới mình xích dưới đây ạ. Rồi tay dưới mình vịn lên ạ. Rồi một lần nữa vị ơi, chúng ta cùng nâng ly để chúc mừng cho cô dâu và chú rể trong buổi tiệc ngày hôm nay ạ. Cùng đếm tới ba hả quý vị. 1 2 3 Yo! Chúc cho hai bạn trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Vâng, và để liên tục trong buổi tiệc ngày hôm nay, xin mời cô dâu và chú rể cùng tiến đến thắp bánh để thực hiện nghi thức cắt bánh thành hôn. Xin mời cô dâu và chú rể ạ. Chúng ta đang chứng kiến cô dâu và chú rể đang thực hiện nghi thức cắt bánh thành hôn. Nghi thức này tượng trưng cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của cô dâu và chú rể đến sau này. Rồi xin mời cô dâu chúng ta lấy một miếng bánh nhỏ. Lấy miếng bánh nhỏ. Đây nè cô dâu, lấy cái này. Dạ rồi. Rồi mình sẽ đút cho chú rể của mình ha. Đút tình cảm tí xíu nha cô dâu. Để mình ghi hình cho nó đẹp ạ. Chúng ta đang chia sẻ ngọt bùi với nhau đấy ạ. Vâng, xin cảm ơn cô dâu và chú rể rất là nhiều. Xin mời cô dâu và chú rể cùng nhau vào giữa sân khấu ạ. Kính thưa quý vị, chắc có lẽ giờ đây chúng ta sẽ có dịp giao lưu với cô dâu và chú rể một tí xíu để chúng ta biết được cô dâu và chú rể chúng ta ngày hôm nay là nhân vật chính, thì sẽ có những cái tình cảm nào đối với quý vị cũng như là tình cảm nào để trao đổi với nhau. Thì cho hỏi cô dâu và chú rể chúng ta đã quen nhau trong trường hợp nào và quen nhau lâu chưa ạ? Năm ạ. Vì năm là mai. Vì năm là mai. Ôi vậy bữa nay phải cảm ơn vì năm nhiều lắm. Vì năm có vì năm đây không ạ? À chị Năm hả? Có chị Năm đây không ạ? Rồi bữa nay chị Năm làm mai. Chị Năm làm mai xuất sắc quá. Sau này mấy em Út sau này có cần gì nói chị Năm tiếng. Chị Năm làm mai cho nghe. Chị Năm làm mai quá xuất sắc ha. Vâng, xin chúc mừng hai bạn và cũng như chúc mừng chị Năm ha. Một bà Nguyệt rất là tốt. Vâng, và thường thì người ta hỏi là hai bạn có hôn nhau chưa? Nhưng mà tôi cũng hỏi hôn nhau chưa? Và hai bạn hôn nhau bao nhiêu lần rồi? Nhiều quá không nhớ. Không biết sao mà cô dâu nói giờ nhiều quá không có nhớ rồi. Giờ thôi giờ không nhớ rồi, nhưng mà hồi trước á, là các bạn hôn nhau đây cũng không ai biết đúng không? Thôi bây giờ thể theo lời yêu cầu của 8.000 khán giả có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay, thì mời cô dâu và chú rể cùng với nhau thực hiện một cái nụ hôn thật là nồng nàn theo cái tiếng vỗ tay của tất cả quý vị có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Có nghĩa là khi chúng ta vỗ tay càng lâu càng dài thì cái nụ hôn nó cũng sẽ càng lâu càng dài. Được không quý vị? Được thì cho anh chàng vỗ tay thật to quý vị ơi. Phải hôn theo tiếng vỗ tay nghe. Kính thưa quý vị, cô dâu là bữa nay rất là xinh đẹp, và chú rể cũng đã ước như thế này nè quý vị. Chú rể nói là ước rằng anh cưới được nàng, anh về mua gạch bát tràng để xây, xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân, có rửa thì rửa tay chân, đừng rửa chân mày chết cá ao anh. Và điều ước của chú rể ngày hôm nay đã trở thành hiện thực, và chú rể sẽ tặng cho cô dâu một món quà. Đó là một nụ hôn thật lâu, thật dài, và cũng theo thể là yêu cầu của tất cả quý vị quan khách có mặt trong tiệc ngày hôm nay. Rồi, xin mời cô dâu và chú rể cùng xoay vào nhau giống như nãy đi ạ. Dạ rồi, mình chỉnh cái dáng cho đẹp đẹp một xíu, mình lên hình cho nó đẹp ạ. Dạ rồi, cái dáng y như nãy nha. Anh photographer làm mấy tấm hình xuất sắc nha anh photo. Cái tay cô dâu là để trên đây nè, nó mới đẹp nè. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Vậy ạ. Rồi mình cùng đếm và mình cùng vỗ tay nha quý vị. Vỗ tay thật lâu, thật dài nha quý vị. 1, 2, 3, hôn đi. Vỗ tay thật dài lên quý vị ơi. Thật lâu, thật dài luôn quý vị. Còn vỗ tay là còn hôn nha. Ủa gì nhanh vậy? Còn vỗ tay mà. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều.
Vâng, và nghi thức thành hôn đến đây cũng kết thúc. Liền giờ đây xin gửi trả cô dâu và chú rể về dưới vòng tay thân yêu của tất cả quý vị. Xin cảm ơn rất là nhiều.